Trận động đất vừa qua ở Đài Loan, Trung Quốc là cơn địa chấn mạnh nhất trong 25 năm qua ở đây. Những người may mắn sống sót trở về sau trận động đất này không thể quên những gì mình đã trải qua. Ông David Chen, giám đốc an ninh một khách sạn tại khu vực xảy ra động đất, đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cứu lên từ đống đổ nát. Trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,2 đã vùi lấp ông khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Để cứu được ông Chen, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phải đi bộ xuống núi, băng qua một vùng bùn lầy và đào bới trong lớp đất đá. Tôi may mắn sống sót sau thảm họa này. Chúng tôi rất sợ hãi, đặc biệt khi trận động đất đầu tiên xảy ra, chúng tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Nhiều khả năng có mưa trong những ngày này khiến không thể xác định chính xác thời điểm hoàn tất quá trình tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời mưa làm tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đá và lở đất. Đây là những thách thức lớn nhất mà lực lượng cứu hộ cứu nạn đang phải đối mặt, nhưng họ vẫn giữ vững tinh thần để nỗ lực đưa người mắc kẹt về đoàn tụ với gia đình. Tết Thanh Minh năm nay, người dân Trung Quốc nghỉ lễ 3 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4. Sau cơn sốt du lịch bùng nổ hồi Tết Nguyên đán đầu tháng 2, Trung Quốc đón làn sóng du lịch mới dịp Tết Thanh Minh này, với động lực chính là những chuyến du lịch ngắn của các gia đình. Theo Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, người dân nước này ngày càng yêu thích du lịch, đặc biệt những chuyến đi tự lái với quãng đường không quá dài là lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp Tết Thanh Minh. Văn hóa dân gian và thưởng thức hoa sẽ được chú trọng trong các hoạt động du lịch trong Tết Thanh Minh truyền thống. Hơn nữa, du lịch gia đình có sự tham gia của cả người già và trẻ em sẽ nổi lên như điểm nổi bật trong lĩnh vực du lịch. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến tiết lộ, du lịch gia đình dự kiến sẽ chiếm 49% tổng lượng du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày này. Lượng đặt thuê xe tự lái trong nước cũng tăng đáng kể, 240% so với cùng kỳ năm trước. Lượng đặt xe cho thấy nhu cầu cao về các loại xe tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như các mẫu xe tiết kiệm và SUV. Ngoài ra, các loại xe 7 chỗ có thể chở cả gia đình cũng được khách hàng ưa chuộng. Trên Ctrip.com, một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, lượng đặt chỗ trong kỳ nghỉ lễ đã tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số bán vé đến các danh lam thắng cảnh tăng gấp 5 lần. Nhiều năm qua, nghèo đói đã thúc đẩy thị trường mua bán thận bất hợp pháp ở Nepal, khi những kẻ cò mồi nhắm vào các cộng đồng nghèo và khuyến khích người dân bán nội tạng của họ. Giờ đây, nghèo đói cũng vẫn là nguyên nhân gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe khác ở nước này. Đó là tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người trong độ tuổi lao động bị tổn thương thận. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy núi Himalaya, hùng vĩ, ẩn chứa một thực tế đau lòng. Ngôi làng này ở Nepal mang biệt danh thung lũng thận. Suốt nhiều năm qua, đây là điểm đến quen thuộc của những kẻ cò mồi. Hầu như bất kỳ gia đình nào ở đây cũng đều có thành viên đã từng bán thận. Anh Suman là một trong những người như vậy, chật vật cả về tài chính lẫn tinh thần. Anh đã bán một quả thận với giá chưa đầy 100 triệu đồng. Tôi nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác. Tôi đã nói chuyện với một người bạn và anh ấy đã đưa tôi đến Ấn Độ. Sau khi xong việc, tôi tỉnh dậy thấy yếu và mệt vô cùng. Giờ tôi không thể làm việc bình thường được nữa. Tuy nhiên, bán đi một phần cơ thể cũng không thể giúp những người dân ở đây thoát nghèo. Một số người trẻ tuổi chọn cách ra nước ngoài làm việc, đặc biệt là ở các quốc gia vùng vịnh ở Trung Đông. Nhưng sau vài năm làm việc, họ phải quay trở về với căn bệnh suy thận. Có thể thấy rõ cuộc khủng hoảng thận tại Nepal trong trung tâm cấy ghép nội tạng người ở Patkapur. Các bác sĩ cho biết trước đây chỉ thực hiện cấy ghép cho bệnh nhân cao tuổi, nhưng giờ có ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị tổn thương thận. Khoảng 1/3 số bệnh nhân được cấy ghép của chúng tôi là những người đi lao động ở nước ngoài. Họ là những chàng trai khỏe mạnh, đủ sức khỏe làm việc. Thế nhưng khi trở về, họ đều bị suy thận hoàn toàn. Điều này đang gây ra gánh nặng lớn cho nguồn lực y tế của chúng tôi. Trong khi chưa thể dẹp triệt để chợ đen mua bán thận, tình trạng các lao động trẻ bị tổn thương thận lại khiến khủng hoảng y tế tại Nepal thêm phức tạp. Hệ thống y tế vốn đã thiếu thốn, lại thêm một bài toán mà giới chức phải đau đầu tìm cách tháo gỡ. Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh thành phố trên cả nước có mạng lưới giao thông đa dạng với đầy đủ các loại hình đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không. Riêng trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đang còn tồn tại 123 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa được xử lý và khắc phục. Để tránh trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do hạ tầng trên tuyến và xác định tiêu chí điểm đen, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết cần phải ưu tiên xử lý ngay khi phát hiện các vị trí tiềm ẩn, bất cập giao thông. Không để chết người mới xử lý điểm đen. Nội dung này được đưa ra trong buổi làm việc của tỉnh Thanh Hóa với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, 10 năm qua số vụ tai nạn đường bộ trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nếu năm 2010 xảy ra gần 1.300 vụ, chết 240 người, bị thương 936 người, thì năm 2023 chỉ còn 619 vụ, 238 người chết và 629 người bị thương. Tuy nhiên, một số đại biểu lại chỉ ra rằng, năm 2023, Thanh Hóa là một trong 6 tỉnh có số vụ tai nạn và người chết tăng cao. Cái tiêu chí để tính vụ tai nạn giao thông, vì sao tỉnh Thanh Hóa năm 2023 tăng nhiều như thế, hơn cả gấp đôi. Vậy thì theo các đồng chí để cách tính như thế nào, một cách khoa học nhất và để cho nó thống nhất được. Chứ nếu không như này thì chúng ta sẽ thực hiện nghiêm cái chỉ thị 10 rồi, nhưng mà giữa địa phương nọ và địa phương kia chúng ta đều báo cáo là kiềm chế cả 3 tiêu chí, giảm cả 3 tiêu chí. Thế nhưng trong thực tế số liệu báo cáo là Thanh Hóa tăng rất nhiều năm 2023 như vậy. Trong năm 2023 là có 11 tỉnh là giảm, 28 tỉnh là tăng, và trong đó có 6 tỉnh thì số người chết là tăng cao, thì trong đó có tỉnh Thanh Hóa là tăng cả về số vụ và tăng cả về người chết. Thì cái này là chúng ta muốn tìm ra cái nguyên nhân cụ thể thì chúng ta phải có giải pháp. Chỉ nhiều khi là đường thì xấu thì không thể tai nạn, nhưng mà đường bây giờ đẹp ra được tai nạn tăng lên, thì cái này có thể là khách quan. Báo cáo các đồng chí này thì tôi nghĩ rằng là cái đánh giá các đồng chí chưa thật sát. Tai nạn giao thông ban đầu là nạn nhân không chết, nhưng mà sau này là chết thì phải thống kê, và đấy là cũng là nguyên nhân mà lý do vì sao mà trên địa bàn tỉnh đăng ký quản lý 160.000 xe ô tô và gần 2,5 triệu xe mô tô và xe máy. So với năm 2009 thì xe ô tô tăng 543,6%. Và cái nguyên nhân nữa là nhiều cái vụ tai nạn giao thông lúc ban đầu xảy ra thì người chỉ là bị thương thôi. Sau đó khi mà mang vào viện để cấp cứu, điều trị thì sau đó có thể hàng tháng người ta chết. Và cái việc cập nhật số liệu giữa cái cơ quan điều tra và cảnh sát giao thông trong cái đấu mối thống kê số liệu thì nó có vênh. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị Thanh Hóa tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu để đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là xác định rõ trách nhiệm của ai, cấp nào, giải pháp khắc phục ra sao để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân tại xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội luôn sống trong lo lắng khi nhiều ngôi nhà, công trình phụ của họ bị nứt, có nguy cơ bị sông Đà, sông Thao, sông Hồng nuốt chửng. Lòng sông ngày càng khoét sâu, bờ kè Phong Vân ngày càng bị sạt lở, khiến nhà cửa đất đai của các hộ dân ở đây bị ảnh hưởng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Căn nhà của gia đình ông Ngô Văn Lịch ở xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì đã bỏ không được một thời gian không dám ở. Những vết nứt chạy dài khắp căn nhà như muốn sập bất cứ lúc nào. Vết nứt xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ban đầu, vết nứt nhỏ xuất hiện trên tường nhà, sau đó phát triển mở rộng và kéo dài ra sân, vườn của gia đình và 9 hộ dân cùng giải đất. Chả ai dám làm, chỉ suốt ngày quanh quanh thì chỉ sợ là nứt nó nở. Mà thực tế đây giờ là chưa phải mùa mưa, nó nứt thế này rồi. Mai cái mưa chúng tôi đang sợ là mai cái mưa lâu, mưa nhiều nữa. Cái đất này, bản thân đất bãi chúng tôi ở đây lâu tôi biết rồi, cứ có nước là nó tụt. Mà dòng sông giờ quá sâu so với ngày xưa, nó sâu phải hơn chục mét so với ngày xưa. Bây giờ đã sâu này, chính vì sâu quá thì nó tụt. Nhiều ngôi nhà kiên cố trong xóm Bãi cũng đang trong tình trạng bất an bởi những vết nứt xuất hiện và ngày càng lan rộng. Cái bờ kè này là đã sạt lở từ lâu, bây giờ chúng tôi ở đây rất khó khăn. Thế mà đã mong nhà nước đảng quan tâm kè được rồi, nhưng giờ nó vẫn sa đun, nó sụt lở. Thế giờ rất mong là được sự quan tâm của đảng nhà nước và các bác xem quan tâm và kè giúp hộ làm như thế nào để cho chúng tôi đỡ sạt lở không có. Đi giờ dân trí làm được cái nhà như thế này mà bây giờ nứt dạng thì chúng tôi quá lo. Nguyên nhân của tình trạng này chính là việc kè Phong Vân hiện đang bị sạt lở. Để bảo vệ đất đai của người dân ở đây, thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng tuyến kè Phong Vân rất kiên cố từ năm 2018-2019.
người dân xóm bãi đã hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư để xây dựng tuyến kè. Tuy nhiên, khu vực này là hợp lưu ba dòng sông Đà, sông Thao, sông Hồng, có chế độ thủy văn rất phức tạp. Thời gian gần đây, do mực nước sông Đà xuống thấp, dòng sông Thao đẩy mạnh sang, áp sát bờ hữu, tạo thành những hố xoáy nước sâu, gây nên hiện tượng xói lở chân kè. So với thời điểm xây dựng thì qua đánh giá sơ bộ chúng tôi xác định là lòng sông bị xói sâu khoảng từ 4,5 đến 5 mét. Từ đó là làm ảnh hưởng đến cái việc là ổn định của mái chân kè. Và do cái lòng sông xoáy sâu như vậy thì đã làm cái mái kè bị mái chân kè bị sạt lở. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết nứt song song với đỉnh kè. Các vết nứt trong khu vực vườn, tường rào và nhà dân cách đường đỉnh kè 15 đến 20 mét, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 150 mét đi qua 9 hộ gia đình. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình đê điều, Hạt quản lý đê Ba Vì đã cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở. Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo huyện Ba Vì cắm các vị trí biển báo, cảnh báo và tuyên truyền cho các cái hộ gia đình thường xuyên theo dõi và có xảy ra những cái vấn đề gì liên quan đến ảnh hưởng đến kè các hộ dân thì sẽ báo cáo với chính quyền và chính quyền sẽ báo cáo lên ủy ban huyện và ban ủy ban huyện sẽ báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố. Bờ kè Phong Vân vẫn đang trong tình trạng sạt lở và cần được gia cố, sửa chữa để không bị ngày một xói lở. Sự an toàn của bờ kè này chính là sự đảm bảo an toàn của người dân đã sinh sống ở đây nhiều đời nay. Vì vậy, người dân rất mong các cấp, các ngành quan tâm gia cố vững chắc tuyến kè để giữ đất, giữ nhà.